Lễ hội Băng Đăng thường niên ở thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc đã mở cửa đón khách cách đây một tuần và sẽ kéo dài đến hết tháng 2 năm sau. Đây là một trong 4 triển lãm băng đăng lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm vào mỗi dịp đầu năm mới. Với chủ đề Khu vườn băng tuyết thế giới diệu kỳ, Lễ hội Băng Đăng quốc tế lần thứ 34 khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, đã tạo nên một thế giới lung linh đa sắc màu. Những kiến trúc nổi tiếng của Trung Quốc cũng như các công trình đặc trưng của các quốc gia trên thế giới đều được các nghệ sĩ khắc họa bằng những tác phẩm băng đăng hấp dẫn. Kiến trúc Phật giáo thật kỳ diệu. Chúng tôi đã đi rất nhiều nơi ở châu Á. Những tác phẩm ở đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa sức người và sự sáng tạo. Khoảng 180.000 mét khối băng đã được lấy từ bề mặt sông Tùng Hòa và được cắt ra thành nhiều khối. Nhiều loại cưa khác nhau được các nghệ nhân điêu khắc băng sử dụng để tạo nên những tác phẩm khổng lồ trong nhiều ngày liên tiếp trước khi lễ hội chính thức khai mạc. 10.000 người đã làm việc liên tục để tạo nên lễ hội này. Chúng tôi hy vọng lễ hội này sẽ giúp các du khách hiểu được khái niệm sáng kiến vành đai và con đường bằng các tác phẩm băng và tuyết. Nhiệt độ ngoài trời âm 20 độ C đã góp phần giữ cho các tác phẩm băng đăng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân còn nguyên vẹn như ban đầu. Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân lần đầu tiên được tổ chức là năm 1963, sau đó bị gián đoạn và đến năm 1985, lễ hội này đã được duy trì thường niên vào mỗi dịp năm mới.